Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter có một cái project DIY muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà như các bạn thấy đằng sau lưng của Peter không? Cách đây một tuần Peter có gắn cái rack này lên và có làm một cái video chia sẻ các bạn. Và cái rack này hiện bây giờ Peter đã chất đồ lên rồi, nó rất là gọn gàng. Cái hay của cái rack này nữa là cái bên đây nó có mấy cái đồ mà cái lỗ để mà mình móc, thì Peter có gắn hai cái móc và móc luôn chiếc xe đạp luôn. Rất là gọn gàng. Thì cái này đã hoàn tất rồi. Nếu các bạn nào muốn coi cái video mà ráp cái này thì lên cái channel của Peter hoặc là Peter để trong cái description các bạn có thể click và coi cách là ráp cái này. Nhưng mà ngày hôm nay Peter hướng dẫn các bạn một cái DIY khác. Như các bạn thấy nè, hồi xưa giờ mỗi lần mà Peter cần kiếm dụng cụ đồ nghề, búa, kìm, túp lô vít, mỏ lết, đại khái vân vân, thì là cứ phải đi vô trong cái thùng này và mò. Nó rất là lem nhem mà lại bực mình nữa. Cho nên ngày hôm nay Peter sẽ gắn một cái nó gọi là một cái pegboard, có nghĩa là một cái bảng treo, cái bảng treo dụng cụ cơ khí ha, và gắn cái đó lên tường. Và sau khi gắn lên tường nó sẽ giống như vậy nè, nó rất là gọn gàng. Mình có thể treo cái tất cả những cái dụng cụ của mình. Mình treo nó lên và nó rất là dễ để mà mình lấy khi mà mình cần. Như các bạn biết là người đàn ông nào ở nhà cũng muốn có một cái garage gọn gàng và những cái thiết bị dụng cụ mà đồ nghề để mà sửa chữa nhà cửa ấy, muốn cho nó gọn gàng. Thì ngày hôm nay Peter gắn cái này. Thật sự thì Peter muốn làm cái này lâu lắm rồi nhưng mà chưa có thời giờ. Hiện tiện bây giờ đang ở trong cái mùa mà rảnh rỗi nè, Noel rồi này kia đó, thì Peter cũng muốn làm cho cái garage nó sạch sẽ gọn gàng. Thì ngày hôm nay Peter sẽ gắn cái pegboard lên. Và cái mà Peter đã lựa mà mua thấy nó bán ở trên Amazon rất là nhiều người thích và nhìn nó cũng đẹp đẹp. Thì đây là cái hiệu mà Peter mua đây, Wallmaster. Peter sẽ mở ra cho các bạn coi trong là cái gì. Thì cái này Peter mua có 60 mấy đô thôi và nó cho mình 48 cái móc. Nội cái tiền mà mua mấy cái móc không là cũng đủ rồi. Nhưng mà cái này nó hay cái là sau khi Peter research là nó làm bằng sắt. Có nghĩa là khi mình bắt vô tường nó sẽ cứng hơn là cái loại mà pegboard mà nó làm bằng cạc tông ép. Ok, cho nên Peter quyết định cái này. Và dĩ nhiên là mua cái gì trên Amazon khi mình thấy người ta review nhiều là mình cũng có một cái yên tâm là nhiều người thích. Ngày hôm nay Peter sẽ gắn cái này lên đâu? Nhà Peter thì bức tường nào hầu như là nó cũng chiếm chỗ hết rồi. Nhưng mà ngay đằng sau cái máy in của Peter nè. Đó, ngay đằng sau cái máy in này là cũng muốn bức tường. Và hiện giờ Peter treo hai cái hình. Thì dĩ nhiên là treo hai cái hình nó đẹp nhưng mà nó cũng không có lợi. Thì Peter sẽ lấy hai cái hình này xuống. Và Peter sẽ gắn cái pegboard ngay đây. Đó, rồi Peter sẽ móc những cái dụng cụ... kìm búa, túp lô vít, mỏ lết, đại khái Peter phải móc đây và để sẵn đinh này, những cái đồ mà ốc vít này kia để mà dùng tiện lợi để mà mỗi lần mà cần sửa chữa nhà cửa hoặc là làm gì đó là có sẵn ngay trước mặt để mà dễ lấy nữa, khỏi cần phải đi mò. Ok, bây giờ hôm nay Peter sẽ gắn lên ngay cái chỗ này. Ok, sau khi mở cái hộp ra đó thì như các bạn thấy đây là nó cho mình 4 miếng. 4 miếng này bằng sắt luôn nha. Rất là chắc chắn ha. Sắt mà tĩnh điện cho nên đó là một lý do Peter mua. Và nó sẽ cứng. Ok. Và khi mà mình móc, gắn mấy cái móc vô nó theo thời gian nó sẽ không có bị nó không bị cong, nó không có bị mục như là cái loại mà pegboard mà loại mà cạc tông ép. Cái này là bằng sắt tĩnh điện. Nó cho mình 4 cái đồ mà để mình móc lên. Đây là 4 cái khay nhỏ này. Cái khay nhỏ này mình có thể để ốc vít, đinh, những cái đồ lặt vặt. Và đây là 2 cái bao móc. Tổng cộng lại hết tất cả là 48 cái móc. Đó, lát nữa là gắn 4 cái miếng này lên xong là Peter sẽ gắn mấy cái móc này lên là bắt đầu treo dụng cụ. Nó cho mình sẵn 2 cái bao có ốc để mình bắt vô tường đây. Ok, và một cái bảng hướng dẫn từng bước một để làm. Bây giờ Peter, cái giai đoạn kế tiếp là Peter sẽ đọc sơ sơ cái hướng dẫn này và sẽ bắt lên tường. Giai đoạn kế là Peter sẽ dò những cái stud đằng sau cái tường này ha, nó sẽ có những cái song gỗ nè, stud, thì Peter sẽ dùng cái cục lâm châm để Peter dò và đánh dấu nó. Thì khi mà mình dò ra cái stud đó, mình bắt cái mấy cái bảng lên đó nó chắc hơn, tại vì mình bắt ốc vô stud. Nhưng mà thật sự á, mình không trúng vô stud cũng được, là tại vì cái bảng này nó cũng không có nặng lắm ha, và mình móc những cái dụng cụ nó cũng không nặng, cho nên cũng không có lo lắm. Nhưng mà để cẩn thận, Peter sẽ dò những cái stud và đánh dấu. Mình mua cái cục lâm châm ở trên Amazon ha, và mình rà ở trên bức tường á, thì khi mà cái cục lâm châm nó thấy được cái nó hít vào tường á, có nghĩa là ngay cái điểm đó nó có một cái đinh, ok, bằng sắt, thì nó hít vô là mình biết. Sau khi mà mình làm á, mình đánh dấu, thì như các bạn thấy là Peter kiếm được một cái thanh này nè, tại vì ở đây nó có bốn cái dấu đinh nè. Bây giờ Peter sẽ kiếm thêm một cái thanh cái bên nữa, nhưng mà thông thường á nó sẽ ở một cái là 16 inches, ok. Rồi Peter kiếm được hai bên rồi đó, nhưng mà không biết sao cái kỳ này á, lại nó là 13 inches. Bắt đầu từ cái stud này qua cái bên này, Peter lấy cái thước đo nó có 13 inches thôi. Nhưng mà it's ok, nó muốn làm sao làm, mình miễn sao mình kìm được cái stud ha. Bây giờ Peter kiếm thêm hai cái hai bên nữa là Peter có thể bắt cái miếng này lên. Rồi Peter đánh dấu cũng khá rồi, không cần phải làm nhiều hơn nữa. Cũng có thể đánh dấu bên này. Nếu các bạn cẩn thận thì mình đánh dấu thêm một chút bên này nữa. Mua cái băng keo masking tape nè. Tự nhiên các bạn thấy là mình cứ dò nè. Đó, mình dò mình buông tay ra, nếu mà cái cục 500 này mà hít vô á, có nghĩa là đây là cái đinh nè. Và như các bạn thấy là thông thường là nó đi thẳng xuống. Ok, xong, giờ đinh xong. Giai đoạn kế tiếp là Peter sẽ ướm cái miếng này lên trên tường và lấy bút chì mình đánh dấu nó. Và mình bắt đầu mình sẽ bắt ốc. Cái này nó có hai cách gắn. Một là mình gắn 4 miếng theo kiểu này, thì đo từ bên này qua bên này là 48 inches. Trên này xuống đây là 24 inches. Nhưng mà mình cũng có thể quay đầu ngược lại gắn 4 miếng. Mình cũng có thể gắn theo kiểu này. 48 inches ngang và 24 inches xuống. Trong cái bản hướng dẫn thì nó hướng dẫn mình gắn theo cái kiểu này. Nhưng mà trong cái hình mà mua thì nó lại hướng dẫn gắn theo cái kiểu kia. Bây giờ Peter để coi suy nghĩ một chút xíu có cái gắn theo kiểu nào là hợp lý. Peter chọn gắn theo kiểu này, tại vì Peter thấy cái kiểu này nó đẹp hơn. Thì bây giờ Peter sẽ ướm lên trên bức tường 48 inch ngang và 24, và ướm lên và đánh dấu 4 cái góc của mỗi từng miếng này, 4 cái góc là nó cho mình ốc đầy đủ. Thì giờ ướm nó lên đây và lấy bút chì mình đo 48 inch ngang và 24 inch xuống, làm sao mà để cho nó đẹp mắt và dễ lấy đồ ha. Và thứ hai nữa là nếu mà bắt mà không có trúng hết stud thì ít nhất là cũng 2-3 con ốc vô stud là được rồi. Thì đưa có cái nắp của cái máy in nè, mở ra để mình coi cái máy in nó có cấn không. Nếu mà là 24 inch á, thì Peter sẽ gắn nó cỡ này, bắt đầu từ ngay cái đít này lên, và như vậy thì lấy đồ cũng được, không có khó. Đây là cái điểm ngang đây, mình lấy cái thước mình đặt vô cái điểm này và mình lấy cái level nè, ok, đặt ở đây để mình level nó. Bây giờ mình đã biết là cái bảng nó nằm ở cái khoảng này. Bây giờ cái quyết định kế tiếp là vì nó 48 inches ngang, thì quyết định cho nó nằm sát với đây hay là nằm bên này thì tùy mình thôi. Peter nghĩ là cho nó sát vô đây cũng được, hơi sát bên này đi, tại vì Peter hay lấy đồ ha, sát ở bên này bên đó mình có thể treo được những cái đồ mà không cần thiết. Thì bây giờ đây là cái stud nè, thì có thể là mình sẽ bắt đầu ở đây ha, và mình sẽ đo qua 48 inch. Và khi gắn xong á, nó sẽ khoảng ở đây. Và cái này muốn đều cũng dễ thôi. Mình lấy cái kích thước từ trong cái tường này ra là 21 inch ở trên này, 21 inch. Mà từ đây mình đo qua bên này 48 inch. Ok, là mình có cái dấu 48 inch và 24 inch. Đây. Rồi bây giờ bắt đầu bắt ốc thôi. Bây giờ mình đánh dấu 4 cái lỗ. Nhưng mà như các bạn thấy là cái miếng này nó dày vậy nè, nếu mà mình để như vậy mình đánh dấu á thì không có được, là tại vì cái bút chì mình không có vô cái lỗ này được. Nó vô nhưng mà nó không có gì thôi. Thì bây giờ mình lật ngược lại. Lật ngược lại đánh dấu ha, bằng bút chì. Mình sẽ bắt vô đây, bắt ốc đây, bắt ốc đây và bắt ốc ở đây, 4 góc. Thì bây giờ mình cắm này mình ướm vô. Đây là cái stud nè, và mình để cái level này. Sau khi mình gắn một miếng rồi á, thì mình sẽ gắn được cái miếng thứ hai và thứ ba và thứ bốn rất là dễ. Rồi, đánh dấu được 4 cái rồi. Bây giờ mình khoan 4 cái lỗ đó. Dĩ nhiên là cái này nó chính vô stud, nhưng mà ở bên này nó không dính thì cũng không sao. Mình chỉ cần một cái dính thôi. Dựa trên cái bản hướng dẫn á, thì nó cho mình ốc đầy đủ. Thì đây là một số ốc của nó cho nè. Thì nó nói là nếu mà mình bắt vô con ốc mà vô trúng vô cái stud á, nếu mà mình bắt vô stud thì mình chỉ cần con ốc này thôi. Nhưng mà nếu mà mình khoan cái lỗ mà nó không có trúng stud á, thì mình sẽ bắt cái miếng trắng này vô trước, mình khoan cái lỗ xong mình lấy búa mình đóng cái này vô, thì cái này nó sẽ khóa vô cái drywall stud rất là chắc, rồi lúc đó mình mới vặn con ốc vô. Thì như vậy là nó sẽ rất là cứng. Mà dùng cái này khi nào mà mình không có bắt vô cái stud, thì bây giờ Peter sẽ lấy cái khoan, Peter sẽ khoan cái lỗ này, và Peter biết là cái lỗ này nó sẽ trúng gỗ rồi, khoan cái lỗ, khoan 4 lỗ ha, 2 lỗ này á, là Peter sẽ dùng con ốc này thôi, nhưng mà 2 cái lỗ cái bên á, vì nó không có vô stud thì lúc đó Peter sẽ dùng cái này trước rồi vặn cái này vô. Khi mình dùng mũi khoan á, thì mình sẽ lấy cái mũi khoan á, nó nhỏ hơn cái con ốc, để mà mình khoan một cái lỗ nó gọi là pilot hole, để lúc mình bắt con ốc vô cái khúc gỗ nó không có bị khó quá. Tại vì nếu mà mình không có khoan cái lỗ này mình bắt ô có thể nó bị nứt cái khúc gỗ ở trong. Thì mình khoan cái này, nhưng mà cái drill bit này nè, cái khoan này nó phải nhỏ hơn con ốc nha, đừng có lớn hơn con ốc. Đó, thì bây giờ Peter sẽ khoan vô. Đó, khoan vô như vậy là mình thấy nó cứng á, có nghĩa là mình đã biết là mình trúng cái khúc gỗ rồi. Mình khoan nhẹ nhẹ cho nó vô trong khúc gỗ. Rồi nó vô rồi đó, bây giờ mình cho nó chạy ra. Giờ khoan cái lỗ bên này. Như các bạn thấy là cái này nó vô nhẹ hơn, có nghĩa là cái này không có trúng cái stud. Gì con? Với cái lỗ mà nó không có vô cái stud á, thì mình phải gắn cái miếng này, và khi mình gắn cái miếng trắng này, miếng nhựa trắng này á, thì mình phải dùng cái khoang nó to một chút xíu, cái khoang nó ít nhất là cũng khoảng cái kích thước này, nhỏ hơn tí tí thôi. Xong mình khoan cái lỗ, xong rồi mình lấy búa mình đóng cái này vô, thì như vậy á, lúc mà cái này nó bắt vô trong cái drywall đó rất là cứng, và mình vặn con ốc này, khi mình vặn con ốc này vô, cái này nó nở ra một chút và nó bám vô cái drywall, và như vậy nó sẽ rất là cứng. Bây giờ ướm lên lại coi coi cái lỗ mình làm có đúng chưa. Một lỗ, hai lỗ. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt nó. Trước khi bắt cái hai con ốc này á, thì mình lấy cái búa mình tháp cái này vô. Đó, như các bạn thấy á, là gắn được một cái rồi. Sau khi gắn một cái rồi thì dễ thôi. Giờ mình ướm cái miếng này lên và mình đánh dấu cho nó xong ba cái miếng cuối cùng, rồi mình bắt ốc. Đó, mình cứ vặn vô, mình kiểm tra. Ồ, đẹp quá. Ok, nếu mà muốn á, mình có thể thích luôn. Rồi bây giờ siết ốc. Cái này nó cứng lắm nè. Ốc này cứng lắm tại vì nó vô trong cái stud. Ok, not going anywhere. Bây giờ bắt cái trên dễ đúng không? Các bạn thấy không, dễ không? Cứng ngắc luôn, không có đi đâu hết. Đó, các bạn thấy không? Peter gắn lên rồi. Peter gắn hơi thấp hơn là cái lằn mà nãy Peter vẽ chút, nhưng mà không sao, miễn sao mà nó đều thôi. 4 miếng bây giờ nó rất là chắc chắn rồi. Cái bước kế tiếp thì đơn giản thôi, bây giờ gắn mấy cái móc lên. Đây nó cho mình nhiều móc lắm, thì Peter sẽ gắn lên sơ sơ cho các bạn xem, rồi lúc đó Peter mới phân ra coi là cái nào dùng cho cái nào. Hình như cái này là cho túp lô vít nè, tại nó có hai lỗ. Đây túp lô vít nè. Mấy cái móc này mình gá lên thôi. Cái móc này nó nhiều quá, Peter cũng chưa có biết cái nào dùng cho cái nào. Để Peter nghiên cứu rồi gắn lên, rồi chia sẻ các bạn tiếp ha. Đó, đơn giản là xong rồi đó. Cái quan trọng là mình gắn cái miếng này nè, rồi sau đó mình gắn mấy cái đầu móc này lên. Cái móc này thì dễ lắm, mình gắn như vậy nè, thấy không? Mấy cái lỗ này á, nó có mấy cái móc nè. Đó, mình gắn vậy thôi thì nó móc vô cái miếng này. Đại khái là như vậy. Đó, rồi giờ mình có thể treo đồ lên, móc đồ lên. Đó, ha. Peter bóc thử cho các bạn xem nè. Tại Peter cũng chưa có biết là phân nó như thế nào để cho nó đẹp. Nó có nhiều loại móc lắm. Nó cho mình bốn cái khay. Trên cái khay này nó có cái móc sẵn rồi nè. Mình chỉ móc thôi. Nhưng mà thưa các bạn là cái móc này nó bằng nhựa nha, plastic cho nên cũng dễ gãy, mình cẩn thận. Thì trong cái này mình để mấy cái washer hay là mấy con ốc, mấy cái đinh lặt vặt, những cái đồ lặt vặt thôi. Mình đừng có để gì nặng quá. Đó, bây giờ Peter làm cái này sơ sơ để cho các bạn thấy. Đây, một đống đồ đây, tùm lum hết. Bây giờ tha hồ treo lên, móc lên. Đây là túp lô vít nè, đây là hai cái búa nè. Ok, túp lô vít, búa, kéo, ví dụ vậy. Mỏ lết, búa, mỏ lết, kéo. Mà một cái nữa là mình cũng có thể mua thêm cái này nếu mình muốn. Nhưng mà cái bộ này á, nó cho mình 48 cái móc này là đủ cho 4 miếng này rồi. Dĩ nhiên là nếu mà mình muốn thêm nữa thì mình có thể mua thêm một bộ nữa mình gắn. Ha, mình gắn bên này hoặc bên này thì mình có thể sẽ treo được nhiều hơn. Nhưng mà đại khái nè, đẹp không? Không? Rất là gọn gàng, sạch sẽ. Bây giờ cái búa treo đâu? Ví dụ như đây nè, móc cái búa vô. Thậm chí mình có thể móc được hai cái búa. Các bạn thấy không? Hai cái búa luôn, vô một cái móc luôn, tại cái móc này nó bự nè. Túp lô vít mình có thể để cho nó nằm chung một chỗ để dễ lấy. Hoặc là mình có thể phân ra cái phần nào mình dùng nhiều, cái kéo vô đây cũng được. Này là những cái ví dụ thôi nha. Mình từ từ phân ra. Đó, mình móc như vậy cũng được. Đó, đây là những cái đồ mà Peter làm thử cho các bạn xem thôi. Ví dụ như cái này mình móc làm sao. Cái này thì mình có thể đó, ok, móc như vậy thì mình lấy một cái móc này. Đơn giản thôi. Đó, các bạn thấy sao? Hay không? Rất là gọn gàng rồi, bây giờ nó gọn gàng lắm rồi. Cái búa này. Ví dụ, đó. Như cái kéo này á thì mình móc như vậy nó an toàn hơn. Nó không rớt. Đó, thấy không? Mình móc nó không rớt. Cái thằng này cũng vậy. Nếu mà mình muốn nó không rớt á thì mình móc nó vô đây. Đó, còn cái đống này nè. Cái range này mình có thể chia ra từ từ, từng cái thước một, nhưng mà như vậy nó cũng hơi rườm rà thì bây giờ mình bó nó lại hoặc là mình chia đều nó ra rồi mình móc nó lên ha. Nhớ cái này thì dễ móc thôi. Tại cái này nó có cái lỗ rồi. Thì mình sẽ móc nó với cái cây này. Mình có thể mua thêm những cái móc này ha, để mình móc vô. Nếu mà mình cần cái nào đó ha, đặt thì mình móc vô. Rồi cái video này tới đây là xong. Bây giờ Peter chỉ có organize lại những cái đồ này, móc những cái cần thiết lên. Còn những cái nào mà không có dùng cần thiết thì lại để qua một bên. Mai mốt có thể nếu mà muốn nữa thì Peter có thể làm thêm một dàn ở bên này là đẹp luôn. Rồi, thân mến chào các bạn. Nếu các bạn nào có những cái câu hỏi gì về cái DIY này thì cứ nhắn cho Peter ha. Nhắn vô trong cái comment. Ở trong cái description của cái video này Peter sẽ để cái link. Các bạn có thể mua cái board này, cái pegboard này 60 mấy đô á, cũng khá rẻ mà nó come with everything, ốc yết này kia luôn, rồi đồ gái rắn luôn. Peter cảm thấy nó rẻ. Nếu mà mình mua từng miếng, nếu mà mình đi ra Home Depot mình mua từng miếng một á, Peter đã tính giá rồi, mình mua từng miếng một về mình ráp á, nó sẽ mắc lắm, nó tới 100 mấy chục đô lận. Mà cái miếng đó nó không phải là bằng sắt, trong khi cái này là sắt, nó bán cho mình là nguyên một bộ rồi. Ok, rồi thân mến chào các bạn.